thì anh không biết em có viên đọc sách hay không, gửi tặng cho em một quyển sách. Tựa đề của quyển sách là chữ duyên. Duyên thì do trời định, phận là do người trao, còn hạnh phúc thì là do mình biết nắm giữ. Thì nếu như hôm nay mình thành đôi cũng là một cái duyên. Anh có phải là nhà văn không vậy? Anh chỉ là nhà văn khi anh gặp em thôi. Chạm môi đối phương 3 lần hoặc uống một ly. Em sẽ chạm môi 3 lần. Thế định có bạo. Nhưng mà anh có thể đứng lên rồi vừa về người em được không? Em nhào lên. Em nhào lên. Nếu bạn đang có ý định trở thành người yêu với người đối diện, hãy kể cho anh ấy một điều quan trọng mà bạn muốn họ biết. Điều quan trọng mà của em mà em muốn cho anh biết á, em sẽ chuyển giới. Xin chào mọi người, mình là Nguyễn Khắc Huy. Năm nay mình 21 tuổi. Công việc hiện tại của mình là màu ảnh tự do và kinh doanh online. Hiện tại mình đã trải qua một mối tình dang dở, chỉ kéo dài được khoảng 2 tuần. Nhiều người nghĩ mình rất là chảnh, khó gần, nhưng mà thực ra mình rất là ít nói. Trên hầu hết thì người ta sẽ xa lánh mình. Thường thì mình cười rất ai thì mình rất là rụt rè và rất là ngại tiếp xúc người đó. Mình rất là ít thể hiện cho người ta biết là người mình thích người đó như thế nào. Cho nên mình chỉ đợi người ta mở lòng với mình. Nhưng mà mình bị xui một cái là toàn cà rớt trúng da thẳng mà chẳng là bắt sống được người trong cộng đồng của mình hết á. Mẫu người lý tưởng của mình là cao khoảng 1m75 trở lên, lúc nào cũng chiều chuộng mình và luôn quan tâm đến mình. Xin chào mọi người, mình tên là Đinh Tích Đạt. Năm nay mình 34 tuổi, mình đang là một nhà thiết kế thời trang ở lĩnh vực áo dài. Nói thật thì mình cũng đã trải qua nhiều mối tình rồi, nhưng mà sang lắm mối thì tối nằm thôi. Đến bây giờ vẫn đơn côi chiếc bóng. Mỗi người lý tưởng của mình đó chính là những bạn hơi lùn lùn một chút, trắng trẻo, có da có thịt một chút. Còn về tuổi tác thì mình thích những bạn nhỏ tuổi hơn mình. Tối mình cứ gặp những bé 99, 98 nhỏ hơn mình cả một con giáp luôn nè. Đôi khi còn chọc giỡn với nhau rằng bọn mình có thể gọi nhau là chú cháu được đó. Mình sẽ sẵn sàng tham dự cuộc hẹn hò này. The slow day, the calm, the night will unfold. Đến lâu chưa? Em mới đến lúc chiều. Em tên gì? Em Huy. Anh tên Đạt. Anh sinh năm bao nhiêu? Anh sinh 87. 87 à? Ừ. Em 2001. Tụi mình cách nhau một con giá lộn đúng không? Hơi một xíu. Hơi một xíu. Em có nghĩ đó là vấn đề lớn không? Ừ. Nhưng mà trong cái tiêu chuẩn của em thì cũng hơi lớn. Nhưng mà mình cứ tìm hiểu nhau đã rồi quyết định sao cũng được. Rồi anh nói cho đi. Thôi anh nói cho đi. Anh nói đi. Thì hôm nay em đến thì em có một món quà nhỏ nhỏ tặng anh. Lần nào gặp mà. Cảm ơn em, món quà xinh quá. Wow, đây là một chiếc vòng đeo tay. Đúng rồi. Có ý nghĩa gì không? Thường thường là người ta mua một cặp để đeo chung. Còn hôm nay em sẽ chỉ mua một cái thôi. Nếu mà tụi mình có thành đôi với nhau thì em sẽ mua một cái còn lại để em đeo cặp với anh. Còn nếu mà không thì anh cứ đeo cái này để làm kỷ niệm của lần đầu chúng mình gặp nhau rồi. Ok, anh cũng có một chính xác hơn là anh có 3 món quà nhỏ tặng cho em. Ba món hả? Món đầu tiên thì anh không biết em có viên đọc sách hay không, gửi tặng cho em một quyển sách. Nó không phải là sách mới, nó là một quyển sách mà một người bạn đã tặng cho anh. Tựa đề của quyển sách là chữ duyên. Duyên thì do trời định, phận là do người trao, còn hạnh phúc thì là do mình biết nắm giữ. Thì nếu như hôm nay mình thành đôi cũng là một cái duyên. Còn nếu mình không thành đôi thì nó cũng là một cái duyên khác. Có thể là một cái duyên bạn bè, cái duyên anh em. Món quà thứ hai anh, đây là một cái phong bao lì xì. Cái này là anh thiết kế riêng, tức là chỉ có anh có thôi. Trong đó chỉ có một vài tờ tiền anh để sẵn. Đó là những cái tích cóp nhỏ nhỏ của anh sau những lần đi du lịch ở một số nước. Tức là những tờ tiền ở một số nước khác nhau á. Anh lì xì trước cho em không rồi hả? Thực ra cái lì xì này thì nó có ý nghĩa rằng anh mong muốn như có dịp chúng ta sẽ là người sẽ bỏ những tờ tiền của các nước vào đó. Một cách có thể là chúng ta đi du lịch cùng nhau chẳng hạn. Còn cái này thì em có thể khui. Cái này là cái khui giả đúng không ta? Cái này là một cái khui cài áo có hình con nai. Con nai thì nó có nhiều ý nghĩa khác nhau. Có những ý nghĩa đó chính là sự tài lộc, sự thịnh vượng. Nhưng nếu nó là một cặp thì có nghĩa là tình cảm đôi bên gắn kết. Anh có phải là nhà văn không vậy? Anh chỉ là nhà văn khi anh gặp em thôi. Cảm ơn những món quà của anh đã tặng cho em. Hôm nay thì chương trình có chuẩn bị cho mình một số hỏi để mình tìm hiểu thêm về nhau hơn. Thôi là sóc lên đã nha anh. Điều gì làm nên một ngày hoàn hảo?
Một ngày hoàn hảo của anh có lẽ là hạnh phúc bên gia đình, bên công việc và bên người yêu. Một ngày hoàn hảo đối với em thì sáng ngồi dậy, được người quan tâm, làm những điều yêu thích cùng yêu. Khi anh hỏi em nha, bạn cảm thấy mối quan hệ giữa mình và mẹ như thế nào? Mẹ em với em thì rất là bình thường, nhưng mà đôi khi cũng có cãi vã. Nhưng mà mẹ em đã biết em như vậy rồi, cho nên mẹ chẳng bao giờ mà đem mấy cái này ra chửi mắng hay làm gì em hết. Mẹ anh là người anh yêu nhất trên đời này, cho nên anh sẽ luôn cố làm tất cả mọi thứ để cho mẹ vui. Có một cái điều mà ngoại lệ mà anh không thể làm mẹ vui, đó chính là cưới vợ và sinh con. Em cũng vậy quá. Chính vì vậy chúng ta nên phải sống và tốt để bù đắp cho mẹ. Hoàn thành câu nói sau: ước gì có ai đó nghe mình chia sẻ điều mà mình cất giấu bấy lâu nay, chính là chấm chấm chấm. Ước gì có ai đó nghe mình chia sẻ điều mà mình cất giấu bấy lâu nay, chính là sẽ cưới nhau ở Đà Lạt. Còn nghe lãng mạn quá vậy. Em cũng thích đi Đà Lạt nữa. Ước gì có hội đi chung với nhau thôi. Nếu bạn sẽ chết ngay tối nay và không được giao tiếp với bất kỳ ai, điều gì khiến bạn hối hận khi đã không kể cho ai đó? Tại sao bạn vẫn chưa biết tiết lộ điều ấy với họ? Nếu mà chết tối nay hả? Còn ở tâm linh vậy, nếu mà không có em chết, em hối hận vì đã không nói tình cảm với đứa ba mẹ. Em rất hay ngại mấy cái đó. Nhưng mà nếu mà khi chết thì mình chưa nói những cái đó thì em rất là hối hận luôn. Kiểu như giờ mình không còn trên đời này nữa thì ai sẽ nói những điều này cho ba mẹ mình biết đây? Đối với anh thì đó chính là việc anh chưa có một người nào yêu thương mình, nhớ và quan tâm đến mình, có thể rơi nước mắt vì mình. Tức là một người khác ngoài cha mẹ đó. Thì còn lại đa số mọi thứ về công việc, cha mẹ thì đối với anh thì anh đều không hối hận, vì anh cũng đã sống và anh hết tình cảm cho cha mẹ. Mấy mối tình trước anh là anh có bao giờ kiểu như là yêu người ta rất là nhiều mà người ta khiến anh cảm thấy thất vọng chưa? Có chứ, nhiều lần khác. Có dòng kiểu như là thất vọng đến đâu mà khóc ngày đêm luôn không? Có. Thật sự ra thì khóc ngày đêm thì không có. Vì nói chung bạn tính anh thì là một con người khá cứng rắn. Tuy nhiên duy nhất có một mối tình làm anh khóc thì mối tình đó sẽ cách đây một năm. Thường anh chia tay xong anh không có khóc đâu, nhưng mà đối với bạn đó thì anh thương bạn đó rất là nhiều, anh cầu xin bạn đó quay lại, nhưng bạn đó không chấp nhận. Rồi đó cũng một lần anh chôn mình trong căn phòng, cứ ngồi xem phim, lướt Facebook và TV, nhưng mà tâm trạng thì nặng chịu và lại có những lúc khóc. Cái đó anh cũng giống như khi mà em thích ai một đó xong rồi kiểu như người ta không chấp nhận tình cảm với mình á, em cũng hay vậy á. Nếu bạn có thể thay đổi bất cứ điều gì trong cách bạn được nuôi dạy từ bé đến lớn, bạn sẽ thay đổi điều gì? Anh sẽ học nấu ăn. Chứ hiện tại anh không biết gì về nấu ăn cả. Anh biết nấu trứng không? Nấu mì gói không? Được, nấu mì gói với lục trứng. Biết nấu cơm không? Không. Biết xào rau không? Vậy cái đó chắc để vợ anh làm đúng không? Còn em á thì em sẽ chọn là thay đổi tính cách của em. Từ tính cách em cáu gắt, có nhõng nhẽo nhưng mà lúc nào phải có, mà lúc nào còn cáu gắt thôi nha. Nếu bạn có thể sống đến 90 tuổi và được quyền duy trì một trong hai thứ tâm hồn hoặc thể xác ở ngưỡng 30 tuổi, kéo dài suốt 60 năm còn lại của cuộc đời bạn, bạn sẽ chọn thứ nào? Em sẽ chọn thể xác. Nếu muốn mình già rồi nhưng mà cái tâm hồn của mình vẫn còn trẻ. Nếu là anh thì anh sẽ xem xét thử lúc đó anh sẽ đang làm như thế nào. Ví dụ như anh hay có một người bạn đời 90 tuổi cùng mình, thì anh sẽ cùng bạn nói già đi. Bạn xem trọng điều gì nhất trong tình yêu? Có một câu mà anh tâm đắc, có thể là duyên đến, duyên đi đều hỏi là tình cảm, thì nó là cảm xúc. Tuy nhiên yêu một người là phải cố gắng. Anh có hỏi tại sao yêu một người là phải cố gắng? Cố gắng vì người ta như thế nào hay là cố gắng vì mình? Cố gắng để yêu. Không có cái cuộc tình nào mà là viên mãn mà hai người yêu nhau mãi mãi cả. Có những lúc chúng ta sẽ chán nhau, có những lúc chúng ta sẽ hụt hạc với nhau, đó là chuyện rất là dễ dàng xảy ra. Nhưng những lúc đó chúng ta hãy tự ngồi lại, hãy xem xét những chặng đường chúng ta đã trải qua, những kỷ niệm, những buồn vui. Và chính vì vậy ta sẽ cố gắng bước tiếp, chứ đừng khó, đừng dễ buông tay. Chính vì vậy cho nên điều anh quan trọng nhất trong tình yêu đó chính là sự cố gắng. Còn em thì quan trọng nhất là sự chân thành của hai người đối với nhau vậy á. Lúc mà tìm hiểu thì giấu gì cũng được, ý là giấu vừa thôi, đừng có giấu nhiều quá. Còn nếu mà khi bắt đầu mối quan hệ đó thì em coi trọng cái lời nói và cái sự chân thành của hai người dành cho nhau hơn. Anh như vậy không? Thì tất nhiên trong tình cảm nào cũng cần phải có sự chân thành, vì không có nó là nền tảng thì tất nhiên tắn là sẽ vỡ tan. Ngôi nhà của bạn, nơi chứa mọi thứ bạn có, bị cháy. Sau khi cứu những người thân yêu và cả thú nuôi, bạn có thời gian để cứu bất cứ một vật dụng nào lần cuối cùng trong an toàn. Đó là gì, vì sao? Vật dụng hả? Thì em sẽ cứu nó đâu, nó ngẩn không ta? Trẻ con vậy trời. Nếu mà cứu thì em sẽ cứu cây son.
cái son. Em biết là sẽ cười mà. Em đồ không đẹp thiết son được. Nhưng mà không phải son đậm lè, đậm lét như gái nha. Son kiểu hơi hồng hồng giống bên Hàn Quốc mấy người con trai son vậy thôi. Anh nhưng mà anh sẽ cứu gì? Lúc đó thì anh thì em thì cứ biết tiền thôi. Biết tiền hả? Thì bây giờ nhà trái hết trơn rồi, có tiền bạc này nọ, ăn uống này. Ủa hả? Sao mày cứ nghĩ ra cái con đó trời? Ví dụ tối đó mình phải đi ngủ chỗ khác hay là ngày hôm đấy không? Mình phải có tiền hay là ngày bữa sau phải đi ăn, đi uống này nọ, rồi xây nhà, mua nhà lại này. Ờ đúng rồi, có tiền mình cũng có son vậy đúng không? Đúng rồi. Sang ngu ngốc, sang còn nít á. Lần cuối cùng bạn tự hát một mình là khi nào? Lần cuối cùng em tự hát một mình là 11 giờ trưa nay. Em làm cái gì còn mát hết á. Lâu nhà rồi chán vậy em cũng bật nhạc em hát theo vậy. Lúc nãy khi đang ngồi chờ quay chương trình thì anh đã hát bài Ngỡ Đâu Tình Mình Ở Quên Mình. Thì cái câu nó sẽ như thế này nè. Khi anh trông thấy em, cả địa cầu như vắng ngắt. Khi anh trông thấy em, cõi thiên đường như đang trước mắt. Anh là nhà văn đúng không? Có, anh là thợ may. Ô, anh hát thử một bài đi. Anh hát dở lắm đó, em muốn nghe không? Cứ hát đi. Vậy thì anh hát cho em nghe một bài Lỡ Cách Xa của Nguyễn Tăng. Một mùa thu có em bên giấc mộng, tình hồng chưa phai cỡ sao em lại xa. Tình chiếc lá nhẹ rơi, đến phố vẫn buồn tên, người la ri khúc biệt ly ua ta. Tình tưởng thấy không? Nghe anh hát là muốn chia tay liền đâu ra. Không, vậy bỏ nói vậy đâu mà. Anh đừng có suy nghĩ em là có người như vậy chứ. Anh cũng muốn nghe giọng hát của em đó. Hầu hết thì em toàn hát nhạc buồn không ạ? Đặc biệt là cái bài của Phương Giang. Bài này em thích nhất. Đó là bài Anh Tàu Bài Em Rồi. Em hát bằng điệp phúc thôi nha. Anh đã bỏ em rồi trong một buổi chiều mưa rơi. Những nỗi buồn mong cơn mưa hãy cuốn trôi. Chẳng sợ ướt vai vì khi ngoảnh lại lòng em từ lâu đã đắm rồi. Anh đã bỏ em rồi, nỗi buồn tay là buồn thôi. Hóa ra người không được yêu nữa chính là người thứ ba của người thứ ba. Em không thể làm gì khác nữa rồi. Hay quá mà. Ngồi ngại quá. Hay là gặp chục lần rồi đó. Anh bị mù nhạc lý, không biết gì về âm nhạc. Anh nhạc thì không thể cản được nhạc và không thể phát ra nhạc được. Kỷ niệm đáng sợ nhất của bạn là gì? Kỷ niệm đáng sợ nhất của em đó chính là come out. Gia đình nhà ngoại em thì cũng không có ghê gớm như những gì mà ở trên mạng. Cái câu em nhớ nhất trong đầu là: nếu mà mày như vậy rồi thì lớn lên chẳng làm được trà chổng gì hết á. Lớn lên chẳng làm được trà chổng gì hết á. Nhưng mà lúc kể sau đi ủng hộ nhiều hơn. Anh thì chưa come out. Chưa come out hả? Chưa come out. Mà hôm nay anh dám đến chương trình này. Thì thực sự ra đối với anh á, cái việc mà anh như thế nào, anh nghĩ là ba mẹ anh cũng có thể là đã hiểu hiểu, đã nghi nghi. Nhưng mà anh không có làm một cái điều gì đó quá lớn. Hay là anh nghĩ rằng chuyện come out chỉ là một cái chuyện chấn động. Nên anh cứ thoải mái sống và làm những gì mình thích, vì mình cho rằng nó là đúng. Vậy ba mẹ có làm khó cho anh không? Anh nghĩ sẽ không. Không hả? Chẳng chắc anh đi làm rồi á. Nói chung là ba mẹ cũng có nói là nhắc là anh đi lấy vợ này nọ. Nhưng mà anh thì cũng hay vừa nói thật và cũng vừa nói vui là bảo rằng là anh muốn ở vậy để chăm sóc cho ba mẹ già. Anh là con út trong gia đình thì đây đó là nhà út nhờ được chịu đó. Nhà có mấy người? Có năm anh chị em. Năm chị em hả? Biết cha mẹ gái? Bốn trai một gái. Ồ vậy thôi đâu còn đặt nặng vấn đề đó làm cái gì? Kỷ niệm đáng sợ nhất của anh đó là năm anh 17 tuổi, anh có bị một cái tai nạn giao thông lớn. Anh bị bất tỉnh một tháng. Và sau đó anh phải học lại một lớp, không được đi học, không được gặp bạn bè. Và mình bị tụt lại một năm. Cái cảm giác đó thật sự rất là khó chịu. Ủa là anh bất tỉnh một tháng luôn hả? Ừ. Không ăn uống gì luôn? Ừ. Đúng đáng sợ luôn á. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của bạn là gì? Cách đây khoảng 10 năm, khi anh dẫn một bạn mới quen về quê anh chơi thì tụi anh đã có một tuần ở bên nhau. Và sau này thì anh đã mất liên lạc với bạn đó, khiến cho cái kỷ niệm này trở thành cái kỷ niệm đáng nhớ nhất mà anh nhớ lại. Nhớ nhất luôn hả? Ừ. Còn em thì kỷ niệm nhất là đi Hàn Quốc vào cách đây 2 năm. Đến đâu ở Hàn á? Seoul. Có đi đảo Nam Mi không? Có. Đẹp ha. Anh đi là hả? Đi 2018. 2018? Đi 2019. Thì là mình... đụng nhau đó. Sáng đụng nhau, vậy không đụng nhau. Nếu được chọn bất kỳ ai trên thế giới này, mình sẽ chọn ai để đi ăn tối cùng với mình? Thường thường em nghĩ mấy người khác, người ta sẽ chọn đi ăn với ông bà hoặc là ba mẹ. Nhưng mà hồi hết thì em sẽ chọn đoán anh đó. Em sẽ chọn ai? Không biết luôn hả? Em sẽ chọn mùa nổi tiếng. Phương Giang. Không, Nam, không phải là người Việt Nam. Thôi rộng quá là không biết là Lee Min Ho. Trời ơi, xuất sắc, đúng rồi. Hầu như là các bé thụ đều thích Lee Min Ho. Không, cái này chỉ ước mơ thôi.
Chứ không có nhiều đâu ha. Còn anh? Anh có một mối tình cách đây khoảng 10 năm anh nói đó. Thì hiện tại anh đã mất hoàn toàn liên lạc với bạn đó rồi. Thậm chí là tìm bạn đó lại rất là nhiều lần. À, không phải là để nối lại tình xưa nha. Tôi thật sự đang nghĩ anh... không nói là tình xưa, tìm cái gì vậy? Thì anh phát hiện ra thì bạn đó có một thời gian đi làm những việc là hơi sa ngã. Nên thành ra là anh rất là lo là không biết là bạn đó có sống có ổn hay không. Nên anh cứ tìm để anh tìm hiểu về bạn đó để mà anh giúp đỡ bạn hay là gì đó thôi. Nên thành ra nếu được thì anh sẽ mong là anh sẽ được gặp lại bạn đó và ăn cối tùng bạn đó. Kể cho người đối diện một điều mà bạn vừa gặp đã thích ở họ. Tức là về em đúng không? Chứ ai ngoài này nữa. Cái điều đầu tiên mà anh gặp em đã thích đó chính là mái tóc của em. Tóc em á hả? Anh thích cái tóc để ngôi hai mái của Hàn Quốc vậy đó. Em thấy anh giống Hàn Quốc mà. Mặc dù cute for my wear. Còn em? Còn gì nữa? Ủa? Ít vậy thôi hả? Ừ. Trời ơi, chán vậy. Cái là điều đầu tiên mà còn nếu mà nữa là thứ hai, thứ ba rồi đúng không? Còn em thì em ấn tượng anh là ốm cao với lại chỉ như người mình... đúng là slim. Cái gì thôi, đúng kiểu mà em... tưởng tượng ra lúc mà trong phòng chờ nhiều rồi đúng không? Thì mà anh kể em một cái thôi. Da trắng nữa. Thì cái đó nó cho điều duy nhất mà. Có điều gì mà bạn luôn ao ước được thực hiện từ rất lâu rồi, tại sao bạn vẫn chưa hoàn thành những dự định ấy? Em sẽ đi du học Hàn Quốc. Tại vì em vẫn đang phân vân là nên chọn là đi qua Hàn hay là ở đây để phát triển sự nghiệp. Cái điều mà anh luôn ao ước mà chưa thực hiện được, có một cái đám cưới được tổ chức ở Đà Lạt. Ừ, lúc đó sẽ làm một cái bữa tiệc đứng và mọi người sẽ dùng buffet với nhau. Tại sao chưa thực hiện được thì tất nhiên là do chưa có người yêu đủ lâu và đủ chín mùi để làm được cái điều đó. Em hỏi câu hỏi thôi, cái mối tình của anh lâu nhất là bao nhiêu năm? 3 tháng. 3 tháng hả? Em thấy hầu hết ai cũng dễ hết ha. Nghĩa là duyên chưa đến. Ừ, đúng rồi á. Kể ra 3 điểm chung giữa bạn và người đang ngồi đối diện. Thứ nhất là đều có những nỗi oan nè. Thứ hai đều được đi Hàn Quốc nè. Thứ ba là chắc là cũng không yêu ai được quá lâu. Đúng rồi á, em cũng nghĩ vậy á. Nếu bạn đang có ý định trở thành người yêu với người đối diện, hãy kể cho anh ấy một điều quan trọng mà bạn muốn họ biết. Điều quan trọng mà của em mà em muốn cho anh biết á, em sẽ chuyển giới. Em sẽ chuyển giới. Anh thích những người chuyển giới không? Hay là anh chỉ thích kiểu như boy boy với nhau thôi? Anh chỉ thích boy với boy. Đôi lúc em chỉ nghĩ là có nên chuyển giới không? Xong nhìn mấy người như chị Hương Giang đồ hoặc là mấy người chuyển giới rất là đẹp, em rất là thích. Em lúc nào cũng sẽ định trong đầu là đi chuyển giới đi. Đôi lúc thì lướt Facebook này nọ hoặc là đi ngoài đường gặp mấy cặp đôi boy với boy nhau á, em hay là có chuyển giới yêu cái trai cũng dễ thương mà. Kiểu như em như bị khùng quá vậy á anh, kiểu như là không có quyết định được là mình sẽ làm cái gì. Nếu anh trở thành người yêu của em thì cái điều mà anh muốn em biết là không phải anh không thích người chuyển giới, nhưng anh lại không thích người bạn đời của mình là người chuyển giới. Nghe thấy câu này sao nó cứ... Không, đúng mà. Nói bình thường. Có nghĩa là thí dụ đối với những người chuyển giới thì anh không có anti họ, nhưng mà đối với cá nhân bản thân anh lại thích người yêu hay là người bạn đời của anh không phải là người chuyển giới. Chia sẻ một vấn đề rắc rối của bạn với người đối diện và nhờ anh ấy tư vấn cho bạn cách giải quyết, sau đó bạn hãy lắng nghe vấn đề của họ. Em thắc mắc là kiểu như mấy anh làm tóc á, thường thường thích là bóp kiểu như em hay là kiểu thích bóp men. Mà hồi đó thì em thấy ở đây á, thì hồi đó thì các anh tóc thích kiểu như bóp chuẩn chạc, kiểu như không hiệu quả hơn. Kiểu như em đang rối về vấn đề đó. Nhưng mà anh thì anh sẽ giải thích sao? Đó là chỉ là tiếng gọi nơi trái tim em thôi. Bây giờ em sẽ xác định rằng cái điều gì đó cần nhất cho bản thân mình. Thì thí dụ như em muốn chuyển giới thì em sẽ cảm thấy hạnh phúc và happy về điều đó hơn thì em làm. Còn nếu như em cảm thấy rằng cái người bạn đời của mình quan trọng hơn và cái người bạn đời của mình muốn như vậy thì mình nên chiều theo họ một chút hay là mình sống như vậy. Nhưng có thể điều đó làm sẽ khiến cho em sẽ cảm thấy là khó chịu vì em không phải là chính em. Tốt nhất là em nên hãy là chính em và tìm một người nào đó phù hợp và người đó sẽ chấp nhận và yêu thích con người của em. Dạ anh có gì muốn em giải quyết rắc rối không? Anh thì anh chẳng có gì để có rắc rối gì cả. Tại em thấy anh cái gì anh cũng giải quyết được hết rồi á. Chắc chẳng còn rắc rối nào đâu ha. Lần đầu tiên gặp mặt thì mình cảm thấy hơi cũng gần gần giống với mẫu người mà mình thích. Có nghĩa là trắng trẻo, mỹ thụ. Tuy nhiên khi tiếp xúc thì mình cảm thấy Huy không phù hợp với mình cho lắm. Thứ nhất là mình thấy Huy có vẻ như là hơi nữ tính quá so với một người bạn mà mình mong muốn. Thứ hai là ước mơ của Huy là sẽ là đi chuyển giới, còn mình thì không có thích điều đó. Ở đây nghĩa là không phải là mình không thích người chuyển giới mà là mình không thích
cái người bạn đời hay là cái người bên cạnh, cái người yêu của mình là người chuyển giới. Anh thích những người chuyển giới không? Đôi lúc thì em chỉ nghĩ là có nên chuyển giới không? Xong nhìn mấy người như chị Hương Giang, đôi lúc thì lướt Facebook này nọ, hoặc là đi ngoài đường gặp mấy cặp đôi boy với boy nhau á, em hay là có chuyện giới yêu cái trai cũng dễ thương mà. Khi mình trò chuyện tiếp xúc thì thấy Huy có vẻ khi không được gần gũi với gia đình, cũng còn rất là trong trên trong những dự định trong cuộc sống. Và có thể mình là người đi trước, một người anh trai tốt thì có thể giúp Huy bình ổn được những điều đó và định hướng được con đường đi của mình. Mình có ấn tượng với anh ấy là anh ấy cao, hợp với tính cách của mình, và đặc biệt là anh ấy còn lớn tuổi hơn mình nữa, nhưng mà anh ấy kiểu như là có một cái tính cách kiểu như làm rất là nội tâm. Em ấn tượng nhất là khi mà em đặt ra những câu hỏi rất là dài khó, nhưng mà anh ấy vẫn rất trả lời rất là suôn sẻ, và cảm giác như trả lời rất là chân thật, có gì là anh ấy nói ra hết vậy đó. Nhưng mà còn tình cảm thì em ước chừng em 50-50 thôi, còn cái tình cảm anh ấy dành cho mình thì em vẫn chưa cảm nhận được ra nhiều lắm, nhưng mà chắc cũng có một chút xíu tình cảm thật với mình. Thì hồi nãy anh Đạt nói là anh Đạt không kỳ thị người chuyển giới, nhưng mà anh ấy không muốn yêu người chuyển giới, thì em sẽ xem lại kiểu như là nếu mà mình thay đổi được vì anh ấy á thì mình sẽ không chuyển giới nữa, nhưng mà nếu anh ấy vì mình á thì cả hai sẽ tìm hiểu nhau và tiến tới với nhau. Bây giờ có một cái game nhỏ nhỏ, chúng ta hãy cùng chơi với nhau nhé. Ok anh. Ok. Đố gì đi, anh bắt trước. 1, 2, 3. Chơi cái gì? Một, hai, ba. Rồi, chơi bắt trước. Ôm nhau 1 phút và uống 1 ly. Ôm đi. 1 phút thôi mà. Days without water along the sun's old road. We crossed over borders, get where we are, and it's all for you. Khi ngồi ôm Son nó cảm giác gì không? Giống như bị điện 220V giật vậy đó. Gì vậy? Con hỏi ghê lắm hả? Sao vậy? Trời, con này ghê lắm. Hôn đối phương 3 cái ở 3 vị trí bất kỳ, hoặc uống 3 ly. Em ơi, biên kịch ác thế. Thôi rồi, chưa uống sô chua. Nhưng mà nếu mình uống hết 3 ly rồi, có chơi được trăm thay không vậy? Không muốn câu. Có chứ trời. Vậy anh chọn gì trời? Thu hả? Chỗ nào nữa ta? Tay đi. Ở đâu? Tay hả? Uống được, uống đi. Không chứ gì cũng hôn đi chứ, 3 ly rồi. Không thấy được về luôn ý. Em sẽ hụt nha. Nhưng mà anh xa em quá à. Anh có để gần lại xíu được không? Lâu lắm rồi được hôn trai đấy. Chạm môi đối phương 3 lần hoặc uống 1 ly. Em sẽ chạm môi 3 lần. Thế định táo bạo. Nhưng mà anh có thể đứng lên rồi vừa về người em được không? Em nhào lên. Em nhào lên. Em uống 1 ly nha. Còn cái cuối cùng á, hãy mạnh dạn cởi bỏ 2 thứ trên người hoặc uống 1 ly. Khỏe được mà đúng không? Đúng rồi. Không có 2 thứ mà. Cái này dễ quá. Đồng hồ một cái. Cái gì nữa ta? Xong rồi. Đúng rồi chứ. Em. Em hả? Em chắc uống 1 ly chứ. Em có 2 cái áo, em cởi này, em cởi trần trù xong mà được. Nhưng mà anh có sẵn lòng uống em 1 ly nữa không? Ok em. Em mời anh á. Hana, từ xếp chan. Anh gửi tặng em, anh mang lên đây tất cả 4 màu, cho mỗi màu sắc nó sẽ có mang một cái ý nghĩa riêng, và anh tặng cho em màu xanh nhạt này, lý do thì lát nữa anh sẽ nói. Em có thích không? Thích chứ, em thích rất là hoa. Thì cái này còn hợp, cái là cũng màu xanh hợp với hóa em nữa. Sau khi mà nãy giờ mình chơi với nhau, đặt hỏi cho nhau, thì anh có cái cảm giác gì đối với em không? Thì qua những trò chơi đó thì anh cũng hiểu được tí ti về con người em. Em quả là một cậu bé rất là dễ thương, hồn nhiên, trong sáng. Tuy nhiên em vẫn còn ngô nghê trước cuộc đời, vẫn còn chưa xác định được mình sẽ bước đi trên cuộc đời này thích gì, làm gì, và có lẽ chỉ cần một con người để dìu dắt em. Còn đối với em thì em thấy anh là một người rất là chững chạc, quan tâm, sự chân thành cũng có. Nhưng mà còn cái quan điểm của anh là phải em nói về cái chuyện mà người chuyển giới không? Đúng rồi. Thì em đang suy nghĩ về cái chuyện mà anh kêu là
Nếu mà anh thì anh không gì thì một chuyện giới, nhưng mà anh sẽ không yêu được một chuyện giới. Anh có suy nghĩ lại về cái vấn đề đó không? Thật sự ra thì chúng ta chỉ mới gặp nhau tất cả, có lẽ nên chưa nói được cái điều gì đó quá sâu sắc. Thế nhưng ấn tượng đầu tiên của anh về em thì em rất là tuyệt. Nhưng mà nó lại là một người không phải nằm trong cái tiêu chí của anh. Nhưng ngược lại thì anh rất muốn được là một người anh, một người bạn để có thể ở bên cạnh em, góp ý, chăm sóc cho em, hoặc là giúp cho em có thể định hướng được những bước đường sau này. Thì em cũng suy nghĩ lại mấy cái câu hỏi anh trả lời á, nên em cũng quyết định là mình làm anh hay là bạn hay là tìm hiểu nhau cũng được. Vậy thì anh cũng giải thích luôn về cái màu sắc của cái bông hoa mà anh tặng cho em. Thì với cái màu xanh nhạt này, nó thể hiện cho cái tình cảm là anh em vĩnh cửu. Có thể là cái sự nồng ấm áp từ trong gia đình nữa. Bởi vì em cảm thấy đôi khi em có một số chút chắc trong cái gia đình của em nó không được vui. Thì từ đây thì có anh sẽ luôn luôn là người anh trai của em. Em chúc anh trong con đường tương lai sẽ anh cũng sẽ nghĩ bất lúc nào cũng mà đi lên, chẳng có gì dừng lại hết á. Chúc mừng, em chúc anh lúc nào cũng luôn luôn thành công và được những cái mà mình suy nghĩ trong tương lai. Còn anh thì sẽ chúc em biết được mình cần những cái thứ gì và thành công với cái con đường mình chọn. Thì chỉ cần em vui vẻ hạnh phúc với bản thân mình thì như vậy là đủ rồi. Không anh, vậy thì mình ôm nhau một cái đi. Mình đi học, biết mình đi học gì đó nhưng mà không có quan tâm tới vấn đề học tập của mình nhiều. Tới tháng đóng tiền vậy thôi. Như em học thời trang thì cái tiền làm bài tập rất là nhiều nhưng mà mỗi lần về xin thì lại không có cho. Nhiều khi em xin là liệm tiền xuống đất kia em lụm đi kiểu như vậy. Rồi em nhớ có cái lần đó em té xe thì em đập đầu xuống đường, thì em về nhà em có kêu là chở con đi về bệnh viện với. Thì em nằm ở trên lầu thì em nghe hai người gây lộn ở dưới, gây lộn tại em thì em phải tự chạy xe em đi về bệnh viện để em kiểm tra. Em có cảm nghĩ là ba mẹ em không có thương em đúng không? Nói chung là thật sự thì thương thì cũng có, nhưng mà nó không có đủ lớn. Không thương nhiều. Dạ. Không thương nhiều bằng những chị em kia không? Dạ đúng rồi. Rồi khi còn bé đó, bố mẹ em muốn em là con gái. Thì khi lớn lên em lại là gay. Thì bố mẹ có bao giờ phản ứng với lại cái giới tính của em không? Thật ra là có. Ba mẹ nào thì biết mình như vậy nhưng mà cũng không có chấp nhận. Tại vì giống như em nói, ba mẹ cũng rất là sĩ diện. Em nhớ có cái lần mà năm đó năm lớp 7, lớp 8 thì em có mang cái quần màu đỏ để mặc đi Valentine. Thì em thay xuống để đi chơi thì ba mẹ em đánh em quá trời luôn. Đánh nữa em phải chui tủ em chối, em bỏ ăn 2 ngày. Lý do vì sao đánh em? Tại vì mặc cái quần đỏ đi ra ngoài đường. Là nói lý do như vậy thôi hả em? Ý là không có nói lý do nhưng mà em biết chắc là cái tại vì em mặc đồ như vậy nên mới đánh em. Không đồng ý là mặc đồ của LGBT nên bị đánh. Lúc đấy em cảm thấy như thế nào thì hả? Chung em cảm thấy là mình kiểu bị... Thật sự thì đánh em thì em cũng đã quen với cảm giác đó rồi. Mình chỉ cảm thấy mình bị tủi thân thôi. Tại vì mình không có làm cái gì quá gọi là quá lố hết. Mình chỉ mặc cái đồ mình yêu thích thôi, không phải là mặc đồ con gái. Tại vì đồ quần đỏ hay nam mặc cũng được. Em chỉ mặc áo thun và quần đỏ mà lại đánh em như vậy. Mà cái đó nó có gì đâu phải đánh cho. Dạ đúng rồi. Ví dụ mặc đồ con gái ấy, thì có thể sốc. Là đánh không nói gì có quần đỏ. Bình thường có nhiều con trai người ta mặc quần đỏ bình thường. Dạ, nha. Ta mặc áo sơ mi vàng, áo sơ mi hồng như người ta thích như vậy. Dạ. Đâu phải là những người mặc quần đỏ, áo sơ mi hồng, áo sơ mi màu vàng là gay đâu. Thịnh, qua những câu chuyện Thịnh nói đó, anh chỉ muốn hỏi là em có nghĩ là cái việc dùng bạo lực á, nó là một cái thói quen mà để mà đối xử với nhau ở trong gia đình của em không? Em thấy là nó cũng gần như là một cái thói quen ở trong cái gia đình của em rồi. Tại ba mẹ em đánh lộn nhiều, rồi dạy con cũng hay cái kiểu như vậy. Em đang biết là bị quen. Dạ, em bị quen. Tới sau này đánh em cũng chai luôn, không có còn khóc như hồi xưa, cũng không còn nhịn ăn như hồi xưa nữa. Nhìn em nhỏ xíu vậy mà em lại chịu quá nhiều mấy cái trận đòn vậy. Dạ. Đánh nhiều khi đánh bằng chổi nè, rồi đánh bằng tùm lum tà la chứ. Không, tại anh thật sự không hiểu tâm lý của bố mẹ em như thế nào. Tại vì anh nhìn em ở ngoài, anh nhìn em thấy em nhỏ xíu, anh nghĩ là không dám đẩy mạnh cái luôn á. Thì làm sao mà có thể đánh em kiểu khủng khiếp như vậy. Dạ. Mà thường là những người trong cộng đồng LGBT thì chị nghĩ là phải thương nhiều hơn. Chứ trong gia đình chị nha, bốn người con nha, ba mẹ chị thương chị nhất. Cái gì cũng dành cho chị hết. Biết chị là gay từ nhỏ luôn. Chưa bao giờ mà nói một cái tiếng gì mà để cho chị buồn. Thoải mái muốn làm cái gì làm, miễn sao đừng có ảnh hưởng tới gia đình là được rồi. Còn muốn chơi với ai chơi, muốn quen ai quen, cả lần quen người yêu là cứ dắt về nhà ở đi. Mà chưa bao giờ mà đánh chị một cái gì mà về vấn đề giới tính của chị. Mà thương nhất luôn, thương nhất nhà nha. Ở nhà chị bốn người con trai, có mình chị là bây giờ là gái nha.
là thương chị nhất nhà. Cái gì cũng là chị đó. Mà bây giờ trong ra là nhiều gia đình thấy thấy tội cho mấy bạn này dễ sợ. Rồi trong gia đình là như vậy ha, còn ở ngoài xã hội á, từ bé đến lớn em có bao giờ bị tác động gì ở ngoài xã hội không? Thật ra thì em được quá may mắn là em không có tình cảm với gia đình, nhưng mà ngoài xã hội em rất là tốt. Từ xưa tới giờ nhiều bạn lại đi học hay bị chọc ghẹo, nhưng mà những cái bạn ở xung quanh em thì rất là thương em. Ngay cả mấy bạn nam cũng rất là cưng em rất là nhiều. Và em ra xã hội thì gặp những cái người bạn rất là tốt, giúp đỡ em cho cuộc sống rất là nhiều. Bởi vì bản thân em là giống như nhiều người ta sẽ đặt là gia đình là trên hết, nhưng mà em là bạn bè em sẽ là trên hết. Xong rồi tới ông em trời thì ông cũng rất là công bằng với em. Có nhiều người gia đình rất là thương, ra đời toàn là bị bạn bè thế này thế nọ. Còn có nhiều người ở gia đình không thương, mà ra đường gặp rất là nhiều quý nhân, bạn bè ai cũng thương. Đâm ra ông trời ông công bằng đó, ông cho em lại gặp bạn bè tốt, đối xử với em, để cân bằng lại cuộc sống của em. Vậy là ông trời đã cho chị gặp những người bạn không tốt đúng không? Thực sự ra, mà chị nói thật sự luôn, chị á, làm trong gia đình chị, ba mẹ chị rất là thương chị. Nhưng chị ra đời, chị sống, chị cũng gặp cũng rất là nhiều bạn bè tốt với chị, nhưng cũng có rất là nhiều người xấu với chị, nhưng mà chị cảm thấy là nó cân bằng. Là không phải là gặp bạn bè ai cũng xấu hết, cũng có nhiều người tốt với chị. Đồng ra chị nghiệm lại, chị là một người rất là may mắn. Còn chẳng hạn như là chị có một đứa em như em nè, em rất là thương chị. Chị cũng cảm nhận được điều đó. Đồng ra khi chị nói câu này, chị thấy là em phản ứng hơi bị mạnh, chị hiểu. Đồng ra em là một cái điều gì đó trong trái tim của chị, em yên tâm đi. Thật sự, chị rất là thương em và chị thấy em cũng rất là tốt với chị. Ly dị thì cũng đã hiểu em nhiều hơn. Nói chung, để chấp nhận cũng là một cái quá trình đấu tranh của em rất là nhiều. Từ lúc có hồi xưa em nhớ có cái lần đó em làm lộ đi chơi. Thì mình đi ba về, mình không có thay đồ ở ngoài, mà chạy về nhà thay luôn. Thì vô tình mẹ em bước từ lầu xuống thấy em mặc đồ như vậy. Thì đó là lần đầu tiên biết là em mặc đồ con gái. Xong rồi sau này có đòi tóc giả không cưng? Có đòi tóc giả mặc đầm đi về nhà thay luôn. Xuất sắc vậy. Xong mẹ em đánh quá trời luôn. Sao không lén? Nói chung em cũng ẩu, tại vì lúc đó mình đi chơi và xỉn quá trời, không có dám thay đồ ngoài đường, phải chạy về nhà. Em gan đó nha. Dạ. Em chưa lần nào mà dám lộ, mà em dám làm lộ rồi em chạy về nhà em luôn, là chị thấy em gan đó. Sợ. Xong rồi cái có nhiều lần có một cái năm lớp 10 em cũng bỏ nhà đi bụi cũng được mấy ngày. Vì sao em? Vì sao đi bụi? Tại em thấy không muốn ở nhà nên bỏ nhà đi bụi. Mà đi mấy ngày thôi hả? Đi mấy tại ba em với chú em kiếm em về. Rồi kiếm về có đánh không? Không có đánh. Nhưng mà có gây lộn với mẹ. Thì mới nói ra mình thích vậy đó. Mình thích làm con gái. Tại trong xóm ngày xưa có rất là nhiều người chuyển giới. Mẹ em thì sợ em giống như vậy. Thì em nói em thích vậy thôi chứ em không muốn giống như người ta. Kiểu như mẹ cũng sợ em giống như đi hát này kia rồi ở ngoài đường. Thì em nói em chỉ thích vậy thôi chứ em không có thích giống như những người đó. Thì rồi sau này em có nổi tiếng trên mạng thì bắt đầu mới làm lộ nhiều hơn, thì bắt đầu mới chấp nhận từ từ. Và đỉnh điểm là lúc mới ly dị thì đã chấp nhận hoàn toàn luôn. Bây giờ em còn làm lộ không? Dạ bây giờ em hết làm. Sao anh cưng? Tại không có thời gian chứ là không có sự kiện để làm lộ nữa. À là có sự kiện cưng vẫn làm lộ đúng không? Dạ. Vẫn thích làm lộ đúng không? Dạ đúng rồi. Nói chung em cũng thích làm con gái, cũng thích chuyển giới, nhưng mà thích làm con gái thôi chứ không... Là em thích chuyển giới thành con gái luôn hả Thiện? Dạ, nói chung em cũng có cái suy nghĩ đó. Có suy nghĩ đó. Giống như em, nhiều bạn sẽ thích chuyển giới là tại vì muốn yêu, có tình yêu đó. Thật nhưng em lại thích chuyển giới để làm gái, để mặc đồ thích đẹp. Thích làm con gái thôi. Dạ đúng rồi. Chứ không có nặng vào tình yêu. Dạ đúng rồi ạ. Tại vì đối tượng bằng này là thích yêu gay. Còn khi em mà thích yêu con trai gặt thì mới vì tình yêu mới làm con gái. Còn nếu bạn có những bạn là thích làm con gái để là được mặc đầm, được tóc dài, được mang guốc. Nhưng mà không có nặng vì tình yêu. Dạ, vâng. Là bạn này là cái tiếp người vậy. Dạ. Rồi đang nhắc về tình yêu thì kể câu chuyện tình yêu của Thịnh luôn đi. Thực ra em thì số em hơi lận đận trong chuyện tình cảm. Em cũng được bao nhiêu mối tình rồi cưng? Nói chung nói mối tình cho sang chứ cũng được có mấy tuần là đứt gãy à. Chắc cũng được hai mối tình là sâu đậm nhất đối với em. Là được bao nhiêu năm? Có 3 tuần là chia tay rồi. Là đậm nhất có 3 tuần dạ, hả? Đúng rồi. Trời ơi, yêu bây giờ mình đi dần dần nào từ mối tình đầu tiên của Thịnh đi. Là bao nhiêu ngày? Mối tình đầu tiên em như cũng được chắc 3 tuần. Thì lúc đó em học lớp 10. Thì anh đó 24 tuổi thì cũng quen trên mấy cái diễn đàn chat á. Thì ảnh là ảnh đi bộ đội. Nhưng mà tuần này ảnh cũng được về á. Thì cứ ảnh về là ảnh qua nhà ngủ với em. Ảnh đi bộ đội là ảnh là con trai hay là ảnh là gay? Gay là ảnh là gay. Ảnh là gay hả? Mà vẫn đi bộ đội. Dạ. Sao vì... chị hỏi một câu rất là vô lý luôn. Không, thường á, thường chị biết là bộ đội có những người gay,
Nhưng mà bộ đội nó quá men đi. Thì chị nghĩ trong đầu đi, bộ đội là phải là con trai gạt. Nhưng chị hiểu là trong bộ đội có nhiều người gay, nhưng mà chị vẫn không tưởng tượng ra được, hiểu không? Muốn hỏi gì? Suy nghĩ của chị mà. Muốn hỏi gì hỏi vậy đó. Đúng không? Không phải. Không phải. Nhưng mà thường thường á là đi bộ đội, nghe bộ đội hay công an là mình cứ tưởng tượng là một người gạt con trai men đi. Chứ mà tự nhiên mình thấy yếu yếu thì mình mới hỏi là con trai gặt hay là cái gì. Dạ. Rồi tiếp câu chuyện của Thị nha. Thì là ảnh cứ ảnh về ảnh sẽ qua nhà ngủ với em. Thì nói chung em thấy ảnh cũng thương nhiều lắm, nhưng mà khoảng 3 tuần sau thì em với ảnh chia tay, là tại vì là em không có cho ảnh quan hệ. Chứ em cũng thích ảnh tại vì ảnh cũng quan tâm rất là nhiều. Như em tối em nhắn tin đó 10 giờ mấy 11 em nói em thèm chè Thái quá. Ảnh phải chạy từ Tân Bình mua chè ở cho em ăn. Thì rồi ảnh, người ta nói làm sao? Thì ảnh cứ đòi hoài, xong một thời gian sau anh không đòi nữa thì anh tìm người khác. Thì em mới biết được là anh có người khác ở ngoài nên mới chia tay. Bên kia bên nào nặng hơn, người ta chọn một bên. Thì cái kiểu như em nói thôi giờ anh cứ quen miễn sao anh đến với em được rồi. Thì vậy sao mà có tình yêu lâu dài được? Thì cá nhân anh thấy kiểu em đang hơi tự bất công với em. Là em tự chọn cho em cái cách yêu như vậy, và cách yêu đó là cách yêu sai. Tại vì thật sự thì em cũng rất là tự ti vô cái ngoại hình của mình, nên đó thì trong cái tình cảm em không có sốt sắng. Tại vì trong giới này em biết là em cũng trải rất là nhiều chuyện rồi. Ngày xưa chat trên mạng á, người ta kêu mình gửi hình qua, xong rồi cái người ta không nói chuyện mình nữa. Hoặc là hay có vết khăm, ngày xưa chat hay chat vết khăm, chat vết khăm xong rồi cái người ta cái không nói chuyện với mình nữa. Thì từ đó khiến cho em cảm thấy bị tự ti trong cái vấn đề ngoại hình của mình. Rồi chị nói cưng luôn, chị nói thật sự, ngoại hình đúng, cái ngoại hình đẹp ai cũng thích hết, cả luôn con trai con gái hay gay. Nhưng đến với nhau rồi, sống với nhau rồi thì cái nghĩa, cái tình và cái cách mình cư xử nó quan trọng hơn là cái sắc đẹp nha cưng. Em đang suy nghĩ gì là em đang suy nghĩ với sai. Em nên suy nghĩ một cái hướng tích cực khác. Em không đẹp nhưng mà em tốt, em vẫn chiếm được tình cảm người ta. Em sống sao mà để người ta không thể nào quên em được. Một người đẹp cũng không thể bằng em. Như vậy em mới chiến thắng trong tình yêu. Tại con đi làm trong nhà hàng á, người ta bắt cắt tóc à, nên con bị người ta bưng đồ á, cái đổ nước lên, cái nước sốt đó, đổ lên trên đầu rồi dính không ấy được. Kiểu cái mẹ mới nói là mà cắt ra thấy cũng được á, nhìn mặt cũng sáng ra. Cái mẹ, nhưng mà em nghĩ là mẹ em đã theo dõi chắc biết từ nhỏ, là mẹ em đã để ý từ những cái mà em không thích hay là thích, tại vì em cũng hay gần gũi mẹ. Chị nghĩ là mẹ chắc cũng nghi đó. Tại vì cái lý do đấy là nó hoàn toàn vô lý luôn đó. Đúng rồi. Nhưng mà mẹ cái nước sốt nó đâu có làm cái gì đâu mà chứ mà phải cắn tháo. Nhưng mà chỉ có em gái em là biết. Ở nghĩa là mọi thứ em sẽ kể cho em gái em nghe là bây giờ vậy sao. Em gái em nói là thì nói đại đi, nói là mình nói thì hay nói là hay thích con gái đi, có gì đâu. Rồi cái xong rồi em bảo không được đâu, không được. Không dám nói với mẹ. Không dám nói với mẹ. Nhưng mà trong thời gian đó cũng em cũng không quen ai nha. Chỉ có nghĩa là em thích thôi. Em thích thôi. Thì đến khi mà năm 21 tuổi thì em thích cái chị làm cùng chỗ. Chị làm nhân phòng. Lớn hơn em 8 tuổi. Thì lúc đó là kiểu như là mọi thứ tình cảm á. Cái em không biết sao nó hút đẩy đó, em nói cho mẹ nghe. Thì em muốn nhắn một cái tin nhắn dài để gửi cho mẹ. Nói xin lỗi mẹ vì con thích con gái như vậy á. Thì mẹ em mới cho em hai sự lựa chọn. Một là về liền với mẹ. Hai là mẹ. Thế là em bắt xe em về. Nhưng mà trước khi về em mới nói với bạn gái đó là đợi em. Thì bạn đó hứa đợi em. Thì em mới về. Sau rồi em về. Về thì mẹ mới kêu chồng họ nội ngoại rồi lại kiểu như là khuyên em á, khuyên không ai khuyên được em á, ai cãi lý rồi nói đủ thứ á, không ai nói được. Thì xong rồi tới mẹ cũng nói hết, mẹ nói cho em nghe là thôi thì bây giờ như vậy đi con, như vậy đi nhưng mà đừng có yêu không cho yêu. Con bây giờ con muốn làm như vậy cũng được, nhưng mà con đừng có yêu. Bởi vì thứ nhất con yêu á, con là người như vậy, con chấp nhận con là người như vậy thì yêu con sẽ khổ. Mẹ em nói là chỉ chọn con đường này là chỉ có khổ cho tới khổ thôi, không có sướng. Mẹ nói vậy đó. Mẹ em nói là bây giờ cho em 3 ngày. Mẹ em xách ba lô em á, lại trước cửa nhà, quăng trước cửa nhà, bảo là cho em 3 ngày suy nghĩ. Một là ở lại
để tìm một cái việc gì đó để đi làm, để đi học. Hai là đi. Nhưng mà đi á, nếu mà có sẽ trở về cái nhà này. Tại vì con vẫn là con của mẹ. Thế à, em suy nghĩ trong đầu là em tính toán á, em suy nghĩ đó là thôi bây giờ ở lại. Ở lại cho mẹ vui, tại vì trên đó là có người hứa với mình là sẽ đợi mình kiểu vậy. Thế là em ở lại cho mẹ vui. Cái xong rồi mẹ em mới hướng cho em một cái nghề là cũng như muốn thay đổi em. Mẹ kêu em là thôi bây giờ đi học thể dục thẩm mỹ đi. Thế em lên trên mạng thì em tìm hiểu thể dục thẩm mỹ là phải mặc bikini. Thế em nói với mẹ là không được, cái này không được đâu mẹ ơi. Thế mẹ nói là được, chỉ cần ở trong đó con dạy thôi, con học đó xong con dạy con ra ngoài là con thay đồ khác rồi. Cái suy nghĩ chỉ có con đường này là mình trở lại Sài Gòn thôi, ngoài ra là không có lý do gì để em trở lại Sài Gòn hết. Cái mẹ em bảo mẹ được, mẹ hỏi đi con đi học. Chứ mẹ em đi hỏi cái cô mà gần nhà em á, cổ dạy ở Sài Gòn. Thế là em cuốn gói đi lên đó và chiều á thì em đi học thể dục thẩm mỹ. Vẫn đi học thêm thẩm mỹ hả? Đúng, em vẫn mặc đồ vậy luôn. Vẫn mặc đồ vậy. Mỗi lần mà em đứng trước em không nghĩ em là em luôn. Thế kia, em đi học. Xong rồi em mới nói với em gái em là giờ cũng không biết sao nữa, thôi hai đi nha. Hai cái em bảo là trời ơi, sao được. Mỗi lần mà như vậy nó nghĩ tới nó nói là trời ơi, mỗi lần nghĩ hai tới vậy chắc mắc cười dữ lắm. Em đứng trong đó là em mỗi lần em đứng em tập á, em nhìn vô trong gương em nhìn thấy không phải em. Không phải em. Thế là cái em đi về thì cứ đi học rồi đi học đi về em mới có tâm sự với cái cô dạy em á. Em nói với cô là con không phải vậy, mà tại vì con thương mẹ con mới đi học như vậy. Cái cô đó mới nói là thôi bây giờ con thích học gì? Con thích học tóc. Cô mới nói thôi bây giờ cô dối mẹ con là cô lấy cái tiền mà mẹ con đóng cho con đi học á, cô sẽ đưa cho con đi học. Cô nói là không, thôi cô muốn học con tự kiếm tiền con đi học. Cái xong rồi một lần nữa em nói với mẹ em biết là em không muốn học nữa. Thế mẹ em khóc nhảy tử lên, hỏi thôi tôi muốn làm gì làm vậy đó. Xong rồi là cái bạn mà em quen á, thì trong thời gian đó là em vừa đi học vừa qua lại với bạn. Xong rồi em mới biết là bạn có người khác. Không có chờ em. Có nghĩa là cũng có chờ. Nhưng mà trong khoảng thời gian đó hai đứa qua lại. Xong rồi em đi học. Thế là bạn bây giờ có chồng luôn. Có nghĩa là quen cái xong cưới luôn á. Quen xong cưới luôn. Cái em đi học ở đó. Em học ở đó, cái cô giáo dạy ở đó đó. Cô giáo dạy cho cô em á. Đấy, hai đứa em quen nhau. Nghĩa là cô giáo dạy thể dục thẩm mỹ ở đó để ý em. Xong rồi cái em chia tay, cái em lại tìm hiểu cái cô giáo đó là đứa quen. Cái cô em phát hiện, cô em nói là sao con đi đâu, con đi đâu, con đi làm thì con quen bé kia, con đi và ở đây thì con quen bé này. Mẹ em mới nói là thôi bây giờ mẹ em cứ cắt là không cho em quen, mà tìm mọi cách để không cho em quen. Cái sau rồi em nói với mẹ là thôi con không quen nữa. Cái nói dối vậy thôi nhưng vẫn lén qua lại để quen. Cái bạn đó lại quen người khác. Giống như là mẹ em nói với em một điều là chỉ cần em yêu thôi là em sẽ khổ. Nên mẹ không đồng ý cho yêu. Dạ, còn em thì suy nghĩ là em nói với mẹ như vậy nè. Cái lúc mà ở quê thì em nói với mẹ như vậy nè, là con không bao giờ mà để cho người khác bỏ con chỉ có được bỏ người ta thôi. Là có em nói với cái kiểu như là tôi nói để cho mẹ có mẹ tin em á, là yên tâm á. Mẹ tin em là tình yêu là có thật, em nói để cho mẹ tin như vậy. Rốt cuộc là sao người em suy nghĩ lại em thấy là những cái gì đó em đến toàn là lừa dối. Lừa dối, nhưng mà em vẫn chưa đi học nghề luôn. Em vẫn yêu nữa. Em yêu nữa. Giống như em bỏ cả một khoảng thời gian để em yêu. Em là nặng với tình yêu đó. Dạ, đúng rồi. Rồi em nhắm là sau này em thay đổi đúng không? Tại vì đôi khi em thấy cái đấy nó nằm ở
bản chất. Bản chất nào không thay đổi được nào? Không thay đổi được. Có nghĩa là cái bạn mà em đợi từ từ á, sau đó thì vẫn tốt, vẫn có người lo, và hiện tại thì vẫn quen người khác mà là con trai, thì vẫn chuẩn bị chào đón gia đình, có con, mọi thứ. Thì đó em nhìn nhận ra được là cho dù mình có cố gắng mấy đi nữa mà mình không, những thứ không thuộc về mình, mình không có cái nghề nghiệp, mình không có cái gì để dựng để lo được cho họ. Thì họ cũng rời xa mình ha. Đúng, mà chỉ khi mình anh yêu em, anh có thể lo được cho em, nhưng mà thực tế mình không có được cái vật chất, không có được cái nghề nghiệp thì người ta cũng không có thể ở cạnh mình. Là sau cái cuộc tình đó là em bắt đầu chú tâm vào công việc hơn. Đúng. Tại vì lúc đó em nhớ đến một câu mà em nói là đi suốt cuộc đời này là con chỉ có con đường thẳng thôi. Người ta còn có thể cong, quẹo, rẽ, trái, phải được. Còn con là chỉ thẳng thôi. Người ta bỏ con rồi con đi thẳng nữa. Bỏ con rồi con đi thẳng nữa. Thế không có cua để quẹo. Đúng, em suy nghĩ là thôi bây giờ đi học nghề. Em quay trở về mẹ nói bây giờ con xin mẹ lần cuối cùng, là lần duy nhất. Tại vì mẹ em không cho em học tóc nha. Ngay từ đầu mẹ không cho học tóc. Mẹ nói là học tóc nam không có cái gì hết á. Phải học. Học tóc nam là mấy mốt bây giờ về mở cái tiệm trước cửa có cây sơ ghi á, rồi cắt 20.000 cái. Người sống tới già. Người ai coi. Suy nghĩ là không, mẹ không hiểu. Bây giờ em mới cho mẹ hiểu là barber là gì. Và hiện tại cái ngành barber nó là như thế nào, nó cắt tóc nam hiện tại bây giờ nó như thế nào. Và mẹ em mới nghe em, mẹ em bảo là ờ vậy hả. Xong rồi em nói là thôi bây giờ hồi xưa con bỏ 5 năm con đi làm công ty, con nuôi gái. Thế mà bây giờ mẹ cho 5 năm đó con được cái bảo hiểm, bây giờ con lấy đó con đi học nghề. Chỉ cần mẹ tin tưởng con một lần cuối. Mẹ bảo là ừ đi, mẹ cho. Thế là em đi học nghề. Em học tóc ở đâu? Em học tóc ở barber shop Vũ Trí. Vũ Trí. Vũ Trí. Em học đó là trong năm nay luôn, là em ra nghề đi làm luôn. Là bây giờ em tự làm riêng hay là em đúng, vẫn em làm cho sư phụ em luôn. Tại vì em cũng muốn làm ở Vũ Trí, giống như là em thích làm ở đó. Em thích làm ở đó nên mẹ em muốn làm ở đó. Rồi cho anh hỏi em gái về cái quá trình mà anh mình phải thuyết phục mẹ trong tất cả những cái quá trình đã xảy ra đó. Anh muốn biết rõ hơn về cái quá trình đó. Em có biết thêm cái gì không? Dạ em chỉ em biết thì từ từ mẹ nghe theo kiểu trên ngoại em á, có cô có gì ba. Em nói lớn lên chút chị, cái nói nhỏ quá không nghe được cái gì. Nói to lên mình cứ thoải mái em nói chuyện. Vậy em nói lại. Rồi nói lại thôi. Dạ, khoảng thời gian đó là mấy dì em khuyên mẹ nói là hai em vậy á là kiểu như không phải là cái bệnh, là cái đó là cái con trong con người đã có sẵn rồi, nên là hiểu cho hai em cũng đừng có làm khó quá, tại vì hai em sống vậy cũng khổ lắm chứ không phải là sướng gì. Tại vì cái đó mình không có lựa chọn được á. Đúng rồi, mình không có lựa chọn được. Xong rồi cái mẹ em cũng hiểu, với lại mẹ em cũng tìm hiểu trên mạng á, cũng hiểu ra là như thế nào. Rồi mẹ em mới thấy hai vậy thấy thương hơn nữa. Hai mẹ mới nói là thôi lỡ vậy rồi, con mình vậy mình đâu có sự lựa chọn nào khác nữa đâu. Nên là mẹ chấp nhận. Với lại hai dẫn bạn về á, mẹ cũng ai mẹ cũng chào đón á, cũng hết thích. Là từ từ mẹ cũng hiểu. Thì bây giờ hiện tại là mẹ vẫn ủng hộ hai thôi. Chỉ là cái khúc đầu là mẹ kiểu bị sốc quá. Bị sốc tại vì không chấp nhận được. Rồi khi mà mẹ dẫn mình đi học tóc á, là mẹ dẫn mình đi luôn hay sao? Dạ đúng rồi. Em muốn, đó là lần đầu tiên em dẫn mẹ đi Sài Gòn. Em đi lên Sài Gòn làm gần 10 năm. Em chưa bao giờ dẫn mẹ đi Sài Gòn. Em dẫn mẹ đi vô đó giống như là em bắt đầu đi học mẫu giáo lại. Em dẫn mẹ vô đó cho mẹ các thầy, rồi hỏi cho em đi học, rồi cho mẹ đặt cái lòng tin ở em để em cố gắng em học. Thì rồi cái quá trình học dài không? Em học chỉ 6 tháng thôi. Nhưng mà 5 tháng là em đã ra đi làm rồi. Tại vì sư phụ cho em làm sớm rồi. Xong rồi mẹ lúc đó là
giống như là từ hồi mà em sinh ra em lớn lên tới bây giờ luôn. Đó là lần đầu tiên mà em làm cho mẹ vui. À. Đó là lần đầu tiên em làm cho mẹ em vui mà mẹ em khóc luôn. Mà mẹ có nói vì sao mẹ vui đến mức đấy không? Có, mẹ nói em có nghề. Mẹ nói em có nghề, cho dù sau này không ai thương em nữa, không ai lo cho em nữa. Thì em vẫn thì có, em cái nghề. Có cái nghề em sống. À. Mẹ em chỉ mong muốn vậy thôi. Chứ là mẹ em không suy nghĩ là sẽ ai lo cho em. Tại vì mẹ biết được là em vậy mà. Có một lần mẹ nói với em là mẹ biết em từ khi mà em lên lớp 6, em bể giọng, em nói chuyện giống con trai. Em là mẹ nghi nào chị? Là mẹ em giống như là đã theo dõi cả một cái quá trình của em luôn. Nhưng mà mẹ em vẫn muốn em thay đổi. Chứ mẹ em biết hết. Đâu có gì mà mẹ không biết đâu. Mẹ mà sinh ra mình mà sao không biết được. Mà gần gũi nó, mình gần gũi mẹ nó chị, nên rất là dễ biết mấy cái đó. Còn dự định trong tương lai cái em như thế nào? Có thêm người yêu mới. Thì em cũng có quen, sau đó em quen bạn hiện tại bây giờ. Là trong khoảng thời gian mà em học tóc thì bạn giống như là hai đứa em quen nhau. À. Dạ. Thì em cũng dự định là cố gắng học, trao dồi kinh nghiệm nhiều hơn để có một barber riêng của mình sau này thôi. Chứ hiện tại thì chắc là chưa. Rồi hai bạn quen nhau được lâu chưa? Hai đứa em quen nhau gần 2 năm. À. Là sau khi cái bạn 5 năm đó, 3 đến 4 tháng. 4 tháng là em quen bạn bây giờ. Mà mọi thứ tốt đẹp hết đúng không? Là tốt đẹp thôi, tốt đẹp gì cái như là tình cảm em cũng hạn chế. Em cứ không giống như ngày xưa nữa. Dạ, giống như là em suy nghĩ là thôi thì mình cứ thương đi. Rồi anh lo cuộc sống, ổn định, mọi thứ. Anh không hứa trước cái gì hết. Không hứa, em không hứa bất kể gì hết. Là em chỉ nói là em lo được, là em làm thôi, chứ không hứa được. Cũng không có muốn làm tổn thương nữa. Rồi em gái có cái băn khoăn trăn trở gì về cái con đường sắp tới của anh Minh không? Dạ em thấy hai hiện tại là có nghề nghiệp, em cũng vui. Em thấy là hai thích tóc từ đó tới giờ rồi, thì em nghĩ là cũng không có gì mà phải lo lắng. Em thấy hai làm tốt, hai cái gì mà mình thích á, mình làm tốt hơn. Thế là em cũng thấy là hai có thể mở cho mình riêng một cái kinh nghiệm. Dạ. Rồi chị Chi có lời chúc nào đến hai anh em không? Thay mặt chương trình thì chị chúc cho em sớm mở một cái tiệm riêng như ước mơ của em, và chúc em sẽ hạnh phúc với lại cái người bạn hiện tại bây giờ, và chị muốn làm một cái hạnh phúc lâu dài. Và nếu như mà có duyên thì năm sau chị sẽ mời hai em làm đám cưới cho cái lễ hội cưới của chị ha. Dạ, và chị sẽ là chờ 100% cho mấy em. Dạ. Kết nối yêu thương đến tất cả mọi người.